phía Phan Thiết này thực sự là nó không quá xanh, nhưng mà nước biển thì thấy rất là sạch. Có thể là cái nghề này thì tôi cũng không biết nữa. Lần trước mình đi thì cũng bị đụng giống như vậy. Nhưng mà thực sự thì cái bãi biển nhìn nó lại 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 á, ghé nó lại. Lần đầu tiên mình đi Phan Thiết là năm mình học lớp 10, khoảng năm 2007 á. Lúc đó thì Phan Thiết là một trong những thành phố biển phát triển nhất ở Việt Nam mình, và những resort khi đó thì được xây dựng lên rất là nhiều. Mình đi Phan Thiết và mình ở resort mang tên là Romana. Khi đó thì một đêm ở Romana là khoảng 1 triệu, khoảng 800 ngàn gì đó thì phải. Theo mình nhớ là như vậy. Thì dịch vụ khi đó ở Romania rất là đỉnh nha. Mình vừa đến resort thì được lễ tân mời nước và giới thiệu rất là kỹ lưỡng về dịch vụ ở resort.
Có lẽ thời bấy giờ như vậy thì đã rất là đỉnh rồi. Vậy mà gần 15 năm sau đó, tức là hồi năm ngoái á, thì mình trở lại Phan Thiết và mình cũng book ở thử Romana. Lần này thì mình book hẳn một cái phòng xịn nhất của Romana luôn, phòng sát biển và có hồ bơi riêng luôn đó cả nhà. Nhưng mà câu chuyện ly kỳ thì bắt đầu từ đây. Khi mình đến resort, mình không còn tìm thấy cái sự niềm nở như ngày xưa của những người lễ tân ở Romania nữa. Mình được lễ tân đưa cho mình chìa khóa phòng rất là nhanh và di chuyển đến phòng của mình bằng cách là đi bộ thôi. Vì đi bộ rất là xa luôn nha cả nhà. Vì ở resort này á, thì họ xây những cái đường đi là theo bậc thang. Vì vậy mà các không có xe điện nào hoặc là một cái xe nào có thể di chuyển vào trong phòng được. Cho nên là gần như tất cả các người khách đều phải đi bộ hết. Sau khi mà mình vào phòng á, thì mình thấy ngay cái hồ bơi của cái phòng của mình. Thì thật sự thì phòng rất là đẹp nha mọi người. Cái cách mà họ bố trí phòng rất là rộng, rất là đẹp. Nhưng và lúc này mình thấy hồ bơi, mình nhảy ngay xuống hồ bơi, mình bơi luôn, mình thay đồ và mình bơi. Thì lúc tại vì lúc đó thời tiết rất là nắng, khoảng tầm 2 giờ 3 giờ chiều mọi người, lúc này mình rất là nóng nên là mình xuống mình bơi liền. Và khi mà bơi được chưa đầy được 1 phút thôi nha, thì mình nhận ra là cái hồ bơi này lúc đó nó rất là dơ. Hình như là không có được vệ sinh thường xuyên nên là nước đọng và có khá là nhiều những cái lá cây trên mặt hồ, chưa kể là những cái cặp bụi nữa. Và mình quyết định là mình không bơi nữa, mình quay lên để mình đi tắm và mình đi ăn. Thì bên cạnh đó thì mình thấy là cái view của phòng có hồ bơi này rồi view nhìn ra biển nữa thì rất là đẹp, nên là tụi mình quyết định là mua đồ về để làm BBQ nhỏ nhỏ thôi ngay bên cạnh hồ bơi luôn. Thì có lẽ đó chính là một cái sai lầm, cái quyết định sai lầm nhất của tụi mình lúc bấy giờ. Thì tối đó tụi mình nướng đồ ăn và cũng có uống một chút bia. Đến tầm khoảng 10 giờ tối thì tụi mình thấy gió biển mạnh quá và lạnh nữa, nên mình quyết định là thu dọn và đi sớm luôn. Thì tụi mình thu dọn hết toàn đồ ăn thừa thì tụi mình gói vào trong một cái bọc túi lông á và để bên ngoài cửa phòng. Sau đó tụi mình đi vệ sinh sạch sẽ và đi ngủ. Vừa lên giường nằm được khoảng đó 5 phút á thì tụi mình nghe thấy có một cái tiếng sột soạt. Kinh ơi là kinh luôn, giống như là ai đó đang lùng sục ở trong cái bao ni lông vậy đó, ở bên ngoài cửa phòng. Cùng với đó là cái âm thanh của có thể là chó và âm thanh của con vật á. Mình lúc đó mình đoán là chó hoặc là người hoang. Và cái âm thanh đó nó cứ kiểu tầm 15 phút đã lặp đi lặp lại, gần như vậy cả đêm, tiếp diễn gần như một đêm rồi cho đến khi mình đi ngủ được. Chắc cũng phải mất đúng, mình lên đi làm 10 giờ hơn thì khoảng 12 giờ mình có thể đi ngủ được. Bởi vì lúc đó mình quá mệt rồi mình phải đi ngủ thôi, chứ không phải là vì điều gì hết. Bởi vì cái âm thanh đó là cho mình cảm thấy rất là sợ và rất là ám ảnh đó cả nhà. Và cứ thế là một đêm mình đâu có ngon giấc đâu. Thì sáng hôm sau á, khi mà mình dậy thì mình chạy ra ngoài mình nhìn thì mình thấy là toàn bộ đồ ăn thừa là bị mất sạch sẽ luôn mọi người. Tại tối qua là tối trước đó là mình tụi mình ăn còn dư đồ nướng dưới rất là nhiều, kể cả cái con nướng bị hư nữa. Vậy đó mà sáng hôm sau á, không còn bất cứ miếng thịt nào ở trong cái đống đó là cả. Và mặc dù là tụi mình bỏ rồi nhưng mà tụi mình cũng dọn lại, tụi mình gói rất là kỹ để góc ở bên ngoài vậy đó. Vậy mà cũng bị mở bình lông ra và những đồ ăn thừa bên trong là bị ăn sạch hết. Thì toàn bộ cái sân lúc đó là toàn là rác thôi, ngổn ngang đồ này đồ kia kiểu vậy á. Trời, nói chung là rút kinh nghiệm nha cả nhà. Mình đừng bao giờ ăn uống gì nếu như là bút một cái resort mà có thân trước như của mình nha. Chó mèo hoang ngoài biển rất là nhiều luôn, nếu như mình không nói đến là có cả người này người kia gì đó thì mình không biết. Nhưng mà từ lần sau đó thì tụi mình không bao giờ quay lại Romania thêm một lần nào nữa, bởi vì mình cảm thấy sợ hãi, quá sợ hãi luôn đó cả nhà. Vì vậy mà lần này á, thì tụi mình chọn là Leviva. Giống như ở video clip trước á, thì mình cũng giới thiệu cho mọi người về Leviva rồi ha. Mặc dù là giá cao nhưng mà mình không mong muốn bị giống như là lần ở Romania lần trước đó. Và xui xui á, thì tụi mình cũng ở Leviva thì lại bị quá trời là mũi luôn. Trời, gần như là một đêm mình không thể ngủ được ngon, ngon nhất ở Leviva luôn. Chắc là mình không có duyên với Phan Thiết là cả nhà.
Thực ra thì có một cái lần duy nhất là một lần mà mình cảm thấy là tuyệt vời nhất mà mình ở Phan Thiết là lúc mà mình ở Sailing Club Resort. Mặc dù là hồ bơi của Sailing Club thì không quá lớn như hồ bơi nhỏ hơn so với các resort khác, nhưng rất là sạch sẽ và phòng ốc rất là thoải mái, giường ngủ cũng thoải mái. Thì mình cũng có một review một cái video clip ở đó rồi á, thì nếu các bạn nào mà anh chị em nào mà thích thì có thể nhấn lại video clip review đó của mình để xem nha. Thì hành trình lần này của tụi mình đi Phan Thiết thì chỉ là dịp review cho bọn cả nhà là nơi ăn là nhà hàng ở gần nhà hàng Vĩnh Phương. Ở video clip trước là mình cũng đã giới thiệu cho cả nhà rồi, và nơi ở của mình đó là ở resort Leviva. Ngoài ra thì mình cũng không có kịp là đi nơi nào khác và chơi cái gì thêm để mà có thể review cả nhà, bởi vì hành trình xuyên Việt của mình đó thì còn rất là dài và tụi mình phải tập trung cho những cái chuyến đi những nơi mà mình đã plan trước đó quan trọng hơn. Cho nên thành ra là lần này thì mình không có review được nhiều những cái dịch vụ ở Phan Thiết cho cả nhà, nhưng mà hứa hẹn cả nhà một cái video clip lần sau về Phan Thiết nha. Còn bây giờ thì mọi người đồng hành tiếp tục với mình trên hành trình đi Nha Trang.
theo cái điểm mà mình